Rồi mình xin chào cả nhà nha. Hiện tại mình đang đi soi ếch nha cả nhà. Hiện tại mình đang ở cái đồng này nè. Mình mới vừa xuống hồi nãy mình thấy phát hiện được con ếch nằm đâu đây nè. Đó. Nằm đây nè, thấy không? Đó. Rất đẹp cả nhà. Cũng được được à. Mình thấy con ếch nha cả nhà. Lủi xuống đây. Lủi đâu không biết. Đây, nằm dưới cái nhà này. Trời, nó lủi tuốt ở dưới luôn. Ít cái cả nhà. Ít cái cũng trọng nha. Lủi tuốt ở dưới. Mình mới thấy con ếch nữa nghe cả nhà. Nó mọp xuống nữa. Đây, dính cả nhà. Còn con nữa nha. Ít đực nữa cả nhà. Ít đực cũng trọng. Mình thấy con ếch nữa nghe cả nhà. Hết nhát hết sức. Lũi nó tiêu. Nghe cái lỗ đầy đục đục đây nè. Đây dính cái nhà. Rồi chạy. Chạy. Điện con nữa cái nhà. Ít đực nữa. Thấy con ếch nó nghe cả nhà. Mọp xuống rồi. Mọp xuống đây nè cả nhà. Mọp
Đó, nó nằm á. Cái đực cả nhà ơi. Thấy con ếch nghe cả nhà. Đó. Nằm. Nằm thấy không? Hết đực cả nhà. Thấy hôm trước con còn ếch nè, này nó còn lú cái con mắt lên nè. Ít đực nữa. Mình thấy anh chữ con còn ếch nữa nha cả nhà. Hộp trên đầu rồi không biết. Đây, dính rồi cả nhà. Ít đực cả nhà. Đực cũng trọng. Sớm giờ chưa bắt được cặp nào hết trơn. Thấy hôm trước con còn ếch nè, này nó còn lú cái con mắt lên nè. Ít đực nữa. Thấy con còn ếch nữa cả nhà. Đó, nó nằm ở cái nhà thấy không? Chụp.
đực nữa cả nhà. Cái này ớt nó cũng kêu mà chưa có bắt cặp nào chưa. Ớt như này lâu vô cặp. Mình thấy trước được cặp ớt nha cả nhà. Cái cho bá luôn. Quá đã. Cầm tay luôn. Rồi, chắc này mình cũng về luôn cả nhà. Nói mình xôi được nhiêu đây. Cũng được 2 ký mấy 3 ký ạ. Cũng nặng à. Rồi mình cũng xin tạm dừng clip đây luôn nha cả nhà. Mình hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình nữa nha. Mình xin chào cả nhà luôn nha.